Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ bông hoa bằng bút chấm bi rất là nhanh và tiện lợi. Các bạn có thể rút ngắn rất là nhiều thời gian nha. Rồi chúng mình sẽ vẽ ngay thôi. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc móng giã có sơn nền trắng như thế này nhá. Sau đó thì các bạn sẽ dùng bút chấm bi này, các bạn sẽ chấm nhá. Đây các bạn sẽ chấm 3 chấm trên một cánh hoa nha. Đó, các bạn chấm này. Đó. Các bạn chấm vào mực vào màu đây là sơn nhá các bạn. Đây là sơn gel chứ không phải là sơn vẽ nè. Sơn vẽ nó hơi đặc nên các bạn kéo vào nó hơi khó ấy. Nên là mình sẽ dùng bằng sơn gel nha các bạn. Rồi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng bằng cây bút vẽ này, cọ nét nhá. Chúng ta kéo vào này. Chúng ta kéo hai bên vào này, hai đường vào này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kéo phần giữa này. Đó, các bạn kéo vào này. Đấy, như này là bạn có một cánh hoa rồi. Rất là đơn giản mà rất là xinh các bạn ạ. Các bạn thử làm theo cách của mình nhá. Rồi các bạn kéo vào này. Các bạn có thể làm bất kỳ tông màu gì cũng được nhá. Nền thì các bạn cũng có thể sơn màu gì cũng được. Và cánh hoa thì ví dụ như cả bàn thì các bạn sơn màu đỏ thì cái bông hoa của mình cũng sẽ phải vẽ màu đỏ nha các bạn. Các bạn vẽ một ngón thì đi ra trên tay của khách thì các bạn cũng sẽ vẽ màu đỏ và sơn nền trắng nhá. Thì nó tạo thành một cái điểm nhấn rất là xinh. Đây, tiếp theo mình sẽ vẽ bông hoa tiếp theo bên cạnh nha. Các bạn cứ chấm cho mình là 3 hạt nhé, 3 hạt chấm bi như thế này. Nhưng mà các bạn nhớ là cái ở giữa sẽ là cao nhé. Sau đó hai bên mình sẽ làm thấp hơn một xíu để tạo cái độ bay bay nhé. Này, các bạn kéo vào này. Rồi, thế này là các bạn đã tạo thành một bông hoa rất là xinh mà không tốn nhiều thời gian đấy các bạn ạ. Thực ra thì các bạn có thể dùng bằng cỏ các bạn vẽ cũng được. Thì cũng rất là đẹp nhưng mà nó thì lại mất rất là nhiều thời gian vì các bạn phải ngồi và nắm chỉnh các cánh hoa rất là lâu ấy. Nên là các bạn sẽ thử áp dụng theo kiểu dùng bằng bút chấm bi của mình nhá. Thì các bạn thử xem là có nhanh hơn không nha. Mình thấy bây giờ những cái chị, các chị như là các chị ngồi văn phòng ấy, hoặc là các chị cô giáo hoặc là bộ đội thì mình thấy hay rất là thích vẽ bông hoa ấy. Rất thích vẽ hoa trên tay vì nó rất là nhẹ nhàng và rất là xinh. Vì bông hoa thì các bạn có thể vẽ tất cả các tông màu gì cũng được ấy. Nên là lúc mà các bạn vẽ lên nó rất là điệu đà và rất là xinh nữa. Nên các bạn có thể ví dụ như là khách bảo sơn trơn thôi, nhưng chúng ta có thể vẫn tư vấn cho khách để các khách có thể làm những cái màu hoặc là những cái bông nhẹ nhàng như thế này nha. Đây, thế này là mình sắp xong rồi này. Chưa đầy một phút thôi chúng ta có thể vẽ được xong một bông hoa như thế này. Đây là mình đang rất là vẽ chậm và chỉ cho các bạn cách vẽ nên là nó sẽ hơi lâu hơn một xíu. Còn nếu như các bạn vẽ chân tay của khách thì chúng ta đi rất là nhanh các bạn ạ. Vì là các bạn sẽ chấm hết một lượt, sau đó thì các bạn sẽ kẽ vào thôi. Thì nó sẽ không tốn nhiều thời gian đấy. Đó. Rồi mình sẽ vẽ thêm cho cái bông của mình, xem có mấy cái râu vào đây cho nó xinh nha. Này. Cách vẽ râu này thì mình cũng đã dạy các bạn ở video trước rồi. Nếu các bạn quên thì các bạn hãy quay lại video trước các bạn xem nha. Thế này là mình đã sắp xong rồi nha. Nếu như các bạn có thắc mắc hoặc các bạn có góp ý kiến gì cho mình ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ sơn tốt là xong nè. Đấy. Thế này là các bạn có thể ra một bông hoa rất là xinh. Các bạn có thể ứng dụng ngay cho khách được nha. Rồi nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn like và đăng ký kênh để các bạn có thể nhận được những video mới nhất của mình nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn.